sau tất cả những gì tôi phải gánh chịu trong nhiều năm qua, cuối cùng thì mình vẫn nghĩ đến nó. Còn đỉ đó, mình lấy tôi vì thuận ý gia đình tôi cũng chịu, mình nhờ tiền của tôi để thỏa chí nghệ sĩ tan vòng tôi cũng cam lòng. Vậy mà tôi đã làm cái gì sai? Nó chỉ là thứ hèn mọn, thứ đê tiện đi giật chồng người khác. Nó có cái gì hơn tôi? Có cái gì nó có thể cho mình mà tôi thì không chứ? Mình nói đi, bây giờ tôi phải làm cái gì thì mình mới chịu để mắt tới tôi, mới chịu yêu thương tôi, mới không phải chịu cái kiếp sống chung chồng với loại tiện nhân đã rục xác với mồ kia? Thôi đủ rồi. Mười là do cô ép chết. Cho dù cô ấy không còn sống trên cõi đời này nữa thì Mười vẫn mãi ở trong trái tim tôi. Bởi vì tôi chưa bao giờ yêu cô. Người mà tôi yêu chỉ là Mười mà thôi. Ha ha ha.